Thanh tra chính phủ, chủ tịch xã ở Hà Nội lạm quyền trong giao đất làm dự án. Thanh tra chính phủ kết luận chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch, huyện Hoài Đức lạm quyền, trái công vụ, thiếu minh bạch và có biểu hiện động cơ cá nhân trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Thanh tra chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận số 1564/TBTHANH tra chính phủ thanh tra trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thông báo kết luận thanh tra đã chỉ rõ những sai phạm về việc quản lý, cho thuê 3,57 hectare đất để đầu tư khu trang trại giáo dục nông nghiệp tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức. Theo cơ quan thanh tra, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch đã tự ý tổ chức triển khai dự án trang trại giáo dục tại khu đất trồng lấn quy hoạch thuộc xã Di Trạch, tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Hòa Hợp được sử dụng đất công để làm trang trại mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, không có hồ sơ pháp lý về dự án, không có hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư, không đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây là việc làm vượt quá quyền hạn, trái công vụ, thiếu minh bạch và có biểu hiện động cơ cá nhân. Trách nhiệm thuộc chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch thời kỳ triển khai dự án kết luận thanh tra nêu rõ. Đáng chú, ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân xã Di Trạch có tờ trình Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chấp thuận phương án đầu tư khu trang trại giáo dục nông nghiệp Happy Farm. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức có báo cáo số 340/BCUBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận một số hạng mục dựng tạm bằng các loại vật liệu nhẹ, lắp ghép như sắt, tôn, gỗ, tre. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án đầu tư khu trang trại, giao Trung tâm Quản lý Quỹ đất lựa chọn đơn vị xã hội hóa thực hiện dự án, tiếp nhận hồ sơ, ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ kết luận đây là thủ tục nhằm hợp thức hóa cho việc bà Nguyễn Thị Hòa Hợp đầu tư khu trang trại, xây dựng công trình trên đất đã được thực hiện từ trước đó. Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức phê duyệt phương án cho thuê 3,57 hectare đất để đầu tư khu trang trại giáo dục nông nghiệp và chỉ đạo Trung tâm Quản lý Quỹ đất ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hòa Hợp thuê 3,57 hectare đất khi chưa có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho thuê đất là vi phạm quy định tại Luật Đất đai năm 2013. Trong phương án cho thuê 3,57 hectare đất để đầu tư khu trang trại giáo dục nông nghiệp có diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ là đã làm trái với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trách nhiệm thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, trực tiếp là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ký quyết định phê duyệt phương án cho thuê đất, văn bản chỉ đạo cho thuê đất. Theo Thanh tra Chính phủ, Sở Tài nguyên Môi trường được Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức báo cáo việc đã chỉ đạo Trung tâm ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Hòa Hợp thuê 35.734m đất để đầu tư khu trang trại giáo dục nông nghiệp nhưng không kịp thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và không tham mưu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố là chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức ký hợp đồng cho thuê 3,57 hectare đất khi chưa xác định được giá cho thuê đất. Trung tâm ký hợp đồng cho thuê đất không có giá cho thuê, bàn giao đất trên thực địa từ tháng 11 năm 2017 nhưng đến ngày 2 tháng 4 năm 2019 mới tạm thu 150 triệu đồng tiền thuê đất, dẫn đến việc bà Nguyễn Thị Hòa Hợp trên thực tế đã được thuê sử dụng diện tích 3,57 hectare đất để kinh doanh từ tháng 11 năm 2017 mà không nộp tiền thuê đất. Cơ quan thanh tra cũng kết luận Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Ủy ban nhân dân xã Di Trạch để cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa Hợp tổ chức xây dựng công trình trên đất khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Từ những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chức năng kiểm tra, rà soát việc Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức xác định và thu tiền thuê dắt đối với diện tích cho gia đình bà Nguyễn Thị Hòa Hợp thuê. Bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thiệt hại lợi ích của nhà nước. Cơ quan thanh tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức kiểm điểm các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình đã để xảy ra sai phạm trong việc quản lý đất đai, xây dựng tại khu đất 3,57 hectare nêu trên. Đặc biệt, kiểm điểm, xử lý nghiêm về hành chính đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch thời kỳ này theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo huyện ủy để xem xét, có hình thức kỷ luật đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Di Trạch đã lạm quyền,
để hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hòa Hợp khai thác, sử dụng diện tích lớn đất công lập trang trại không đúng quy định. Ngoài ra, chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thanh lý, chấm dứt hợp đồng số 01/2017/HGTD đã ký với hộ bà Nguyễn Thị Hòa Hợp về việc cho thuê 3,57 hectare đất tại xã Di Trạch, yêu cầu hộ bà Hợp tháo dỡ các công trình vi phạm, bản giao lại mặt bằng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.